Rồi ok, hello game và chào mừng anh đã quay trở lại với channel của mình. Chào cả chị em. Ok, hôm nay là mùng... hình như là đã là mùng 7 hay mùng 8 Tết rồi. Có thể là video này sẽ được đăng vào ngày đấy. Thì ủa nhanh nhỉ. Vừa mấy ngày nào mình còn đăng video chúc Tết, chúc mừng năm mới, mà bây giờ đã hết Tết rồi các bạn ạ. Chúng ta đã quay trở lại với nhịp sống bình thường, đi làm, đi học. À, nhưng mà các bạn chắc sẽ được nghỉ đến hết tháng 2 cơ đúng không? Thế nên là hãy cố gắng tận dụng cái quãng thời gian được nghỉ này, hãy sạc lại cái năng lượng cho bản thân nhá, bằng cách là có thể xem video của mình. Và đừng quên là nhấn đăng ký kênh nhé, tại vì có đến hơn 70% các bạn xem video mà chưa nhấn đăng ký kênh. Thế nên là nhấn đăng ký kênh ngay để tăng respect, ok? Rồi và hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với con game, không phải quay trở lại mà là tiếp tục với con game vượt ngục bựa. À, ở tập lần trước thì chúng ta đã chơi xong được cái tầng 1 rồi. Mình đã lên được tầng 2. Đấy, ở trong tầng 2 là chúng ta bắt đầu là mở chợ đen. Và cái phòng luyện tập này, để mình kiểm tra nào. Phòng luyện tập này hình như là chúng ta sẽ cần phải có khá là nhiều thứ. Bỏ qua là như nào? How to để mở cái kia nhỉ? Có vẻ như là để mà lên các tầng khác thì chúng ta sẽ phải làm nhiệm vụ, chứ không cần phải là chìa khóa các thứ nữa. À, thì đấy cũng là một điều khá là hay. Được rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau khám phá để xem nhá, chợ đèn có gì. Sòng bạc hoàng gia thì mình biết rồi. Đấy, vào là cứ bị thua sắp mặt loèn ra, khổ lắm. Chợ đen nè, quản ngục hâu, Abista đá quý, thương nhân Grim và Doppelot 4 người. Wow, lệnh truy nã cấp 4 sao. Giết thằng này là mình hơi bị ghê gớm vào đầu gống. Nhưng mà để mà pem được thằng đấy thì chúng ta sẽ cần phải có một cái nội công rất là thâm hậu. Thế nên là cũng căng đấy. Chào mừng cậu đến với tầng 2, Hâu đã kể cho ta nghe rất nhiều về cậu. Một chàng trai khôn ngoan và dũng cảm. Kể thì đúng, nhưng mà chưa đủ. Tại vì nó còn đẹp dai nữa. Ông là ai? Xin tự giới thiệu. Ta là Hào, anh em song sinh của quản ngục Hâu. Ta là người quản lý ở khu chợ đen này. Ở đây có rất nhiều thứ tốt, cậu nên mua sẵn một ít để phong thân. Ui dồi ôi, tôi biết rồi. Nếu cậu chưa biết, tầng 2 là nơi hoạt động chính của ba bang hội lớn nhất trong nhà tù. Cậu đã từng nghe nói tới ba bang hội đó chưa? Nghe rồi. Ba bang hội đó là Hoa Sen, Hắc Báo, Ác Quỷ và tất tất tất. Gia nhập một trong ba bang hội, cậu sẽ nhận được chìa khóa để đến các căn phòng. Cậu muốn gia nhập bang hội nào? Nếu mà mình thì mình gọi Ác Báo là quản lý phòng luyện tập, Hoa Sen thì quản lý nhà cầu nguyện, còn Ác Quỷ thì sở hữu xưởng vũ khí. Thật sự là mình rất muốn vào bang Hắc Báo luyện tập cho đô lên, quánh nhau với chất quả. Tôi cần suy nghĩ thêm. Hãy dạo quanh chợ một vòng xem có mua được gì không. Khi nào suy nghĩ xong hãy tìm đến ta. Thương nhân Grim này, cậu em muốn mua gì? Nguyên liệu à? Thép, thuốc súng, lụa tơ tằm, bùa chú, kim loại hiếm này. Buôn người, cậu em muốn thử làm một ông chủ một lần không? Ở đây chúng ta có bán những tên nô lệ và giá rẻ mặt, chúng có thể mua vui hoặc làm trên xe mặt. Thử cái. Có. Ở đây có ba tên nô lệ. Một cậu nhóc nhỏ con tóc vàng yếu ớt, một anh chàng cao to nhưng đen hôi. Vivi, một cô gái xinh đẹp mắt xanh với làn da nhợt nhạt và thân hình gầy gò. Gầy là không thích rồi, mình cứ thể tính bỏ qua. Ui rồi ôi, cay thế nhở. Cậu đã suy nghĩ xong chưa? Nó lại bắt mình mất tiền để gia nhập bạn hội. Lại đi cầy tiền cái đã các bạn. Mình sẽ cầy lên 50.000 đô xong tí nữa anh em vào chơi bài để lên 100.000 đô. Thông minh các bạn nhá, thông minh. 2000 years later. Ok rồi, quay trở lại với trò Blackjack. Quả này cược phát 50.000 luôn. 20 điểm rồi. Dừng. Không bao giờ thắng được mình luôn. Không bao giờ thắng được mình luôn. What? Mình đã 20 điểm rồi mà nó có thắng được mình ạ. Ngã ở đâu? Chơi lại ở đây. Rồi 19 điểm, dừng đi. Nó cũng 19 điểm. Hòa, ok. Hòa Minzy à? 19 điểm, dừng. Ui rồi, đây đấy, chơi tiếp ngay. Cứ cực nhỏ thì ăn, mà cực to thì thua. Chả hiểu kiểu gì. 18 điểm rồi, dừng luôn. Many months later. Rồi ok ok, anh em thấy chưa? Ngã ở đâu, gấp đôi ở đấy. Thắng 50.000 luôn. Thôi,
được 100.000 rồi thì bây giờ đi gia nhập hội thôi, chứ không từ nãy giờ thua nhiều quá rồi đấy. Nào, theo các bạn, chúng ta vào đâu đây? Rồi ok, và nghe theo tiếng gọi của đảng và nhà nước, mình sẽ gia nhập vào Hắc Báo. Tại vì mình thích thôi, chứ còn thực tế thì mình cũng không tính toán gì nhiều đâu. Bạn đã trở thành thành viên của Hắc Báo cấp độ Hắc Báo cấp 1. Nhãi nhép, cay thế nhỉ. Vừa vào nó đã có danh hiệu, mà cái tên danh hiệu nghe rất là ngứa tai. Nhãi nhép các bạn ạ, nhãi nhép. Nó gọi mình là nhãi nhép, cay vai. Hãy cầm lấy giấy giới thiệu của ta đến phòng luyện tập, đồng ý. Wow, cộng 1.000 sức mạnh, 1.000 danh tiếng. Nó lại gọi là VIP cộng 4. Úi dồi ôi, chúng ta vào phòng luyện tập nào? Tin cơ gì đây? Tin cơ Hắc Báo à? Tin cơ, cứ tưởng là Tinder. Tinder là vào tìm tình yêu trong nhà tù là quẳng chó ngay đấy. Đây là lãnh địa của Hắc Báo. Ở đây chúng ta tôn sùng sức mạnh, kẻ mạnh luôn luôn đúng. Ta là người quản lý, ngươi cần gì? Nhận nhiệm con mẹ nó vụ để đóng góp cho bang hội. Ngươi cần thực hiện các nhiệm vụ mà bang hội đưa ra. Nếu thành công, ngươi sẽ được thăng cấp và nhận được phần thưởng quý giá. Nhiệm vụ số 1, Hắc Báo là nơi thượng tôn sức mạnh, nhưng gần đây có vài tên tù nhân mới không hiểu chuyện, lại muốn phá rối. Ngươi hãy đến nhà ăn tầng 1 để xử lý đám nhãi nhép đó. Ok đại ca ơi, để em. À, ga ga tóc đỏ à? Mày dám mất dậy với mấy thằng bố. Đợi tí để anh đi luyện tập đấy nhá. Và học nhất dương chỉ nhá. Nhất dương chỉ là chỉ phát chim luôn. Chỉ phát chim là giúp chim. Đồng ý. Bây giờ là quay trở lại với nhà ăn này. Bạn bước vào thấy một gã béo tóc đỏ đang phá rối khu vực ăn uống của hội. Hắc Báo toàn là một lũ côn đồ. Tao nhân danh công lý trừng trị tụi mày. Thằng này lao, có dám mượn danh công lý các bạn nhá. Khuyên nhủ à? Bạo lực là hiệu quả nhất. Đâm chỉ mẹ. Võ công. Wow, nhất dương chỉ. Tỷ lệ thành công nó có 50% thôi các bạn ạ. Thôi cứ thử đi. Ui dồi ôi. Các bạn thấy chưa? Bây giờ nhá, sức mạnh đang tràn trề khắp cơ thể mình. Nói thế thôi chứ ở ngoài đời mình không giao đồng nhau đâu. Bằng sức mạnh của mình, bạn đã đánh cho tên tù nhân một trận tơi bời, chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối của bang Hắc Báo. Đồng ý. Bây giờ là phải quay về để trả nhiệm vụ đúng không? Rồi, tin cơ này, soạn tin cơ Hắc Báo nhận. Bạn nhận được 5 viên kim cương. Oh my god shit. Đồng ý. Ui, cộng 1.500 danh tiếng, cộng 3 năng lượng cơ. Vì thế, nhiệm vụ số 2 là phải 30.000 danh tiếng mới được ạ. Ồ đấy, võ sư James xem nào. Để xem võ sư James thì được cái gì. Uầy, phong lôi cước 35.000. Như Lai thần trưởng yêu cầu 50.000 sức mạnh. Uầy, chất thế. Bây giờ mình sẽ thử đi. Làm sao để tới đấu trường ngầm. Mỗi năm một lần, mỗi bang hội sẽ cử ra 170 người tham gia giải đấu lớn nhất. Hãy cống hiến cho bang hội để tìm cơ hội. À ok nhá. Lệnh truy nã. Thử cái này đi. Tờ lệnh tìm kiếm tội phạm truy nã cấp 4. Uầy, gì chất thế. Đồ nguy hiểm. Nó đang ở đâu? Nó đang ở phòng cầu nguyện à? Phòng cầu nguyện mình có vào được quái đâu. Ui dồi, cay thế. Đen quá các bạn ạ. Mình không tới đấy được. Phòng luyện tập. Đây rồi. Mày chết nào. Phòng luyện tập à? ZC rối loạn tiêu hóa. Danh tiếng cộng 500. Bị tra dựa bạo hành. Bị bắt đi cải tạo vì thường xuyên đe dọa các bạn nữ trong trường. Tấn công bằng võ công. Quầy nhất dương chỉ, tỷ lệ thành công có 20% thôi các bạn ơi. Nhưng mà nếu may mắn thì mình vẫn có thể thắng được mà đúng không? Đánh nhau quan trọng là may mắn, chứ kỹ năng thì quan trọng gì. Ui đấy, các bạn thấy tôi thế nào ạ? Đấy, tỷ lệ may mắn của mình hôm nay đã đang cực cao luôn. Ok chưa? Nhận thấy đối phương đã đuối sức, bạn vận công bắn vào ngón trỏ. Các bạn ông nhất dương chỉ là nó là như này, nhưng mình có cái trò khác là trò như này này. Nhất dương chỉ phát về đây. Ok chưa? Danh tiếng cộng 500, tài khoản cộng 16.000. Uầy, cộng 3.000 danh tiếng luôn rồi. Uầy, mình lên được thợ săn tịnh anh của VIP. Quá trời đất ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm lại một vài cái nhiệm vụ. Như là nhiệm vụ kim cương máu này chẳng hạn. Cái nhiệm vụ kim cương máu này là một nhiệm vụ cực kỳ hay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với nhà kho. Tại vì bây giờ là mình đã mở được chợ đen rồi. Ngày xưa thì sau khi làm được kim cương, chúng ta sẽ có được kim cương, bán nó đi thì sẽ có tiền. Nhưng bây giờ chúng ta có thể xuống chợ đen để trao đổi. Thì mình sẽ thử làm cái đấy để xem có gì hay ho hay không. Ok, chúng ta sẽ dọn dẹp
cứu người đồng ý và chúng ta sẽ đến khu trung tâm để tìm quản ngục, nhờ ai đồng ý. Đấy, bây giờ là xong rồi thì chúng ta sẽ làm gì đây? Rồi, chúng ta sẽ xuống hầm mỏ đấy các bạn, làm nhiệm vụ khiêng đá này. Bây giờ là để cứu ai? Chúng ta sẽ phải cứu tù nhân. Ok, tiếp tọa độ GPS, tại vì cái này mình làm rồi nên mình biết. Tìm máy GPS, nhập mã, đồng ý. Bây giờ quay lại khu hầm mỏ do tọa độ. Bây giờ chúng ta phải tìm cách. Đấy, thuốc nổ ở khu trung tâm, lại phải tìm thuốc nổ. Đấm thằng Victor luôn, ok. Không phải việc của anh. Ok, đồng ý. Bây giờ quay lại khu hầm mỏ, đặt thuốc nổ vào đây. Tuyệt vời. Như vậy là chúng ta đã có được 2 viên kim cương. Tuyệt vời, bây giờ là rời đi ngay. Chúng ta sẽ phải rời đi ngay, đồng ý. Bây giờ là xuống nào, xuống chữ đen nào. Đấy, bây giờ trong túi mình là có bao nhiêu? Uầy, bây giờ có đến 7 viên kim cương rồi nha các bro. 7 viên kim cương đấy, không ít đâu. Chúng ta sẽ thử nhau trao đổi để xem có được cái gì không. Đây, mua kim cương và bán kim cương. Bên này thì sao? Bên này là để mua nguyên liệu. Bên này thì sao? Cậu em muốn thử làm thì bây giờ thì mình sẽ thử mua nhá. Bán kim cương đi, bán một viên đi. Úi rồi, ôi phê bán hết đi các bạn ạ. Rồi hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử mua người đi nhỉ. À, mua được Jim. Jim đã trở thành nô lệ của bạn. Cậu ta được đưa về phòng giam. Đồng ý. Quay lại để nói chuyện thằng Jim xem nào. Một cậu nhóc nhỏ con, Jim nhút nhát nói: "Cháu chủ, tôi có thể làm gì đâu, nói chuyện, đấm lưng, massage, trả tự do." Nói chuyện đi xem nào. Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo vùng đất xa xôi. Vì một lần đói quá, tôi lỡ đánh cắp thức ăn trong nhà hàng, thế rồi bị bắt vào đây. Đồng ý. Nào, đấm lưng cho tao xem nào. Tốt. Nào, massage cho tao nào, cầm sờ chim tao nhá. Và vẫn bây giờ mình vừa mua nó xong mà mình lại trả tự do cho nó. Thôi thả tự do đi. Gọi là làm điều tốt thì ắt là cái việc thì cái sự thiện sẽ đến với mình. Ok chưa? Đồng ý. Úi rồi ôi, cộng 1000 danh tiếng lại cộng 500 danh tiếng nữa. Quá tuyệt vời. Nào, chúng ta cùng nhau ngủ. Bây giờ thì mình sẽ đi luyện tập sức mạnh nhá, để học các võ công đỉnh cao hơn và sau đó chúng ta sẽ đi bắt tội phạm. A few moments later. Rồi ok, và bây giờ mình đã luyện tập đủ sức mạnh rồi các bạn nhá. Bây giờ quay lại nào, học võ nào. Học võ cao cấp nào. Phân thân chi thuật nào. Úi rồi, ấy học võ lại không được thưởng cái gì à? Thái dương hạ sa nào. Đồng ý. Úi, cộng 2000 danh tiếng cơ. Nào, ok, quay trở lại với khu trung tâm. À, đây rồi, tìm kiếm. Ê, vai cắt trưởng ạ. Thằng này rất giống cái thằng mà vừa nãy mình thả nó đi, cái thằng mà nô lệ của mình ấy. Sau khi thả đi tưởng là trở về con đường người ta gọi là hành thiện, thế hóa ra lại là chơi mai thúy. Các bạn để mình nhá, mình thả nó ra với mong muốn là nó sẽ giúp đỡ mọi người, thế mà nó lại chơi mai thúy. Mình sẽ phân thân truy thuật, mình đấm nó luôn. Rồi, các bạn thấy chưa, danh tiếng cộng 300 luôn, tài khoản cộng 8000. Ôi rồi ôi, thợ săn cao cấp. Ok, tuyệt vời. Làm phát nữa nhỉ. Lại ra thằng này đấm cho vẫn chưa chừa. Đập cho vẫn chưa chừa. Sợ chưa? Đập phát nữa đi. Ui, lại thằng này. Thề với các em luôn, mình đấm thằng này không biết bao nhiêu lần rồi. Tấn công bằng võ công. Ui rồi, đấm 3 phát thắng cả 3 luôn ạ. Anh em mình làm phát. Ôi rồi, không tìm thấy rồi. Anh em mình làm phát cấp 4 nhỉ. Đấy. Ở nó ở phòng luyện tập, đồng ý. Nổi loạn với chúng tôi à? Nổi loạn với chúng tôi à? Đấm cái luôn này. Nổi loạn với chúng tôi à? Danh tiếng cộng 500, đồng ý chưa? Tưởng thế nào, tưởng nổi loạn với chúng tôi là dễ à? No never nhá, không có cửa, no door. Rồi, và mình đã vừa reset lại xong cái sự chơi của chúng ta. Mình sẽ chơi một cái bàn mới. Vừa nãy mình đã vào hắc báo rồi. Bây giờ mình chơi lại và mình thử vào hoa sen xem như nào nhá. Lại là nhãi nhép à. Cộng 1000 danh tiếng, lần đầu gia nhập hội hoa sen. Ok, cộng 4 năng lượng, ok. À, bây giờ là chúng ta sẽ phải vào cái khu phòng cầu nguyện mục sư Yvén. Áo gì hoa sen. Chào mừng cậu đến với ánh sáng thiêng liêng của ngài. Nơi đây cậu sẽ được gột rửa tất cả tội lỗi và sửa chữa những sai lầm của mình. Tìm hiểu về hoa sen,
Cậu bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ của Hoa Sen. Ở nơi đầy rẫy tội phạm và bóng tối này, chúng ta là những người đại diện cho chính nghĩa, tiêu diệt hết những thứ xấu xa của tồn tại, gột rửa các suy nghĩ xấu xa, đưa mọi người tới với ánh sáng của ngài. Đó là tiêu chí của Hoa Sen. Hay đấy nhỉ, hay. Ngài mà cô nói đó là ai? Đó là vị thủ lĩnh tối cao của bang hội, vị thánh sống của nhà tù. Sau này cậu sẽ có cơ hội được diện kiến. Úi dồi ôi, ngoan. Mình đã tìm hiểu rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ đầu tiên là nhận nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ số 1. Để đóng góp cho bang hội, ngươi cần thực hiện các nhiệm vụ mà bang hội đưa ra. Nếu thành công, ngươi sẽ được thăng chức, đồng ý. Có tin tổ chức Hắc Báo đang vận chuyển một lượng lớn mai thúy đến phòng thăm tù, hãy tới đó để ngăn cản bọn chúng, đồng ý. Ui ôi, có cả sổ chết luôn này. Ôi vãi cả trưởng ạ. Thôi từ từ nhá, cái này thì chúng ta tìm sau. Phòng thăm tù này, xe hàng của Hắc Báo này, bạn lẻ xuống tầng 1, thấy xe hàng vận chuyển ma túy của Hắc Báo đang trên đường tiến vào phòng thăm tù. Sau đó bọn chúng sẽ đưa nó đi thiêu tụ khắp tầng 1. Bạn sẽ làm gì? Lén phá hủy xe hàng. Thế báo cho quản ngục thì sao? Bạn báo cho quản ngục gần đó nhưng hắn lơ đi như không nhìn thấy. À, cay, bọn này có thông đồng với nhau rồi. Lén phá hủy. Bạn mò theo lộ tuyến của chúng, đặt sẵn một quả mìn rồi đứng chờ trong một góc tường gần đó. Khi bọn chúng đến, bạn nhấn nút kích hoạt, nhấn nút. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, xe hàng đã bị phá hủy. Mấy gã vận chuyển gần đó bị nổ banh xác, chỉ còn lại một tên dẫn đội. Hắn gom số ma túy còn lại định trốn đi. Kệ là kệ thế nào được? Tấn công. Bạn sẽ dùng cái gì? Dùng võ công. 66% cơ à? Vẫn chưa chắc chắn 100% nhỉ? Mình sẽ học Thái Dương hạng sang. Later. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ dùng Thái Dương 80% mà không ăn được thì nhục. Đấy, bạn tiêu diệt dẫn đội, tiêu hủy số thành công ma túy còn lại. Nào, chúng ta hãy cùng về nhà cầu nguyện để gặp để trả nhiệm vụ nhá. Phòng cầu nguyện Ao Di Hoa Sen. Uầy, nhận được 5 viên kim cương, được thăng cấp lên làm Hoa Sen cấp 2. Tân binh, úi rồi, cộng 1.500 danh tiếng luôn. Vip, chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ thứ hai luôn. Ý, tuyệt vời đấy. Ngài bị mất một chiếc vòng cổ, kỳ vật duy nhất của mẹ. Cậu hãy đi tìm chiếc vòng cổ đó về đây. Tới khu trung tâm xem có tin tức gì không. Người bán tin tức, cậu muốn hỏi gì? Chiếc vòng của ngài 70.000 cơ á. Tao lại đấm cho mày một cái rồi. Mày biết tao là ai không? Tao là người của băng Hoa Sen. Và tao đã được làm Hoa Sen cấp 2 rồi đấy. Đừng có đùa. Thôi trả tiền đi, không có đấm thì chết. Khi ngài mới vào đây, như bao người khác, phải nộp lại mọi đồ vật cá nhân, trong đó có chiếc vòng cổ gia truyền. Chính Hâu là người đã lấy nó làm của riêng. Hâu quản ngục phòng giam ư? Chính hắn. Nhưng sau này xảy ra vài việc, chiếc vòng đã qua tay rất nhiều người. Bây giờ thì đang trong tay Rebel, một gã của bang ác quỷ. Tôi tìm hắn ở đâu? Hắn loanh quanh nhà bếp. À ok, nhà bếp này. Này thì ác quỷ, để tao xem mày ác quỷ đến đâu. Rebel đang ăn vụng bánh mì trong nhà bếp, thấy bạn bất ngờ xuất hiện. Hắn mắc nghẹn, mắt trợn ngược. Bạn đỏ bừng bừng như sắp tắc thở. Bạn sẽ làm gì? Thì phải cứu thì mẹ ấy đi chứ. Cứu? Cho hắn mà là cách nào? Hô hấp nhân tạo. Cho hắn uống nước. Sau khi Rebel uống hết ly nước thì bánh mì cũng chịu chút xuống bụng. Rebel được cứu sống. Ồ, cảm ơn cậu nha. Tôi ơn nghĩa này làm sao để tôi đền đáp đây? Tôi muốn tìm một chiếc vòng cổ cho ngài. Chiếc vòng? Không được. Tuy cậu có ơn cứu ta, nhưng ta là người của hội ác quỷ, dù chết cũng không chịu đội trời chung với ngài. Vậy e rằng hôm nay anh không chết nghẹn thì cũng chết dưới tay tôi rồi. Tấn công, võ công, Thái Dương hạ sán. Rebel vẫn chưa lấy lại được 100% sức lực. Đấy, và chúng ta đã tới, bây giờ phải tới chợ đen gặp đá quý để chuộc lại chiếc vòng. Cay thế. Tôi muốn chuộc lại món đồ 200.000 đô. Tao lại đấm cho mày một cái rồi. Mày có biết tao là ai không? Tao là người của hội Hoa Sen chứ. Phải đi kiếm tiền, biết làm nào được. Bây giờ chúng nó căng như này. Mình mà bật dậy lại đấm cho. Rồi ok, kiếm đủ tiền rồi. Bây giờ lại phải về nôn tiền cho nó đây nhá. Ok, tiền đây, đưa cho tao. Nào, quay lại nhà cầu nguyện. Làm việc vất vả các bạn ạ. Hơn 4 tỷ cho một cái vòng. Khổ thế. Đưa chiếc vòng rất tốt. Ngài rất hài lòng về cậu. Đây là món quà ngài dành cho cậu. Thăng chức Hoa Sen cấp 2 tân binh, trở thành Hoa Sen cấp 3 tinh anh. Và 10 viên kim cương để cậu tận hưởng thụ. Wow. Dấu rồi. Woo. Cả 2.000 danh tiếng. Dấu rồi. Quả này đi 3. Bây giờ bán hết kim cương. Anh em vào tất tay một ván chơi không? Tất tay một ván luôn nhá. Ok, chốt. Còn
mấy cái mục sư các thứ này thì để tập sau tìm hiểu đi. Ván này đang có nhiều tiền, anh em chốt phát cho là máu nhá. Rồi ok, dầu vách trưởng rồi, đặt phát 100.000 luôn. Rồi ôi căng thế. Căng quá. Bây giờ mà rút phát là lên 21 điểm thì lại ngon nè. Ui 21 điểm thật. Oh my god. Ăn phát 100.000 đô luôn rồi, dâu rồi. Hết thế nhở? Thôi không chơi nữa. Thế thôi, người biết dừng lại nhá là người chiến thắng. Bây giờ tự nhiên nhiều tiền quá lại chả biết làm cái gì. Thôi bây giờ còn ít ngày, chúng ta sẽ reset và chơi lại một lần nữa. Và mình sẽ gia nhập nốt cái băng còn lại để xem có gì hay ho không nhá. Rồi, bây giờ thì gia nhập ác quỷ thôi, sao phải nghĩ nhở. Đấy, úi rồi, 10.000 đô và tài khoản 1.000 danh tiếng cộng 2 năng lượng. Nhận, đây có cả người máy Android gì đây? Android Halima tép. Có kẻ lạ xâm nhập sử, đề nghị đồng chí sẵn sàng giải thích. Tôi tới để mua hàng, ngươi có phải đốm gì đấy? Yêu cầu 30.000 cơ. Nhận trách nhiệm điều ngài cần gì ạ? Ủa rồi, chế tạo vũ khí cần 30.000 cơ. Thôi dẹp. Lilia ác quỷ. Tìm hiểu về ác quỷ đấy, chúng ta cứ tìm hiểu đi. Bây giờ chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên đi nhá. Nhiệm vụ số 1, Senegal, một kẻ phản bội của ác quỷ đã đầu nhập vào hắc báo. Là cái gì? Hắn ta là nỗi nhục của bang hội chúng ta. Con chuột nhất đó đang trốn ở tầng 1. À được rồi, mình sẽ phải tìm ở tầng 1. Nhưng mà bây giờ ấy, trước tiên là chúng ta sẽ phải đi học võ đã nhá anh em. Tomorrow. À đây rồi, con hàng này nó trốn ở hầm mỏ các bạn ạ. À đâu, ở phòng thăm tù. Trốn làm sao được anh? Úi dồi, 4 sao. Senegal, một trong những kẻ phản bội của ác quỷ. Độ nguy hiểm có một vết sẹo dài trên mặt bị bắt vì bạo hành trẻ em. À, càng. Tấn công, võ công, thái dương hạ sàn, lại còn không thắng nữa. Nào, quay về báo cáo thành tích. Nhận được 5 viên kim cương, được thăng lên làm ác quỷ tân binh 2, 1.500 danh tiếng. Tiếp tục đây, chúng ta sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ số 2 luôn. Như cậu đã biết, bang chúng ta nắm trong tay xưởng vũ khí, là nơi cung cấp vũ khí cho toàn thế giới. Đêm nay chúng ta sẽ đi giao đơn hàng rất lớn cho khách hàng là Snake tại tầng hầm của phòng thăm tù. Cậu hãy đi theo và bảo kê và đảm bảo để mang được hàng về đây, tiền hàng về, ok? À, ok, giao hàng. Đoàn, tất cả giơ tay lên. Càng thế nhà xe của Mafia Snake cũng vừa tới, bạn đếm tiền đã đủ giao hàng. Sợ thế, tiếng của quản ngục không xong rồi. Tất cả đã bị bao vây. Đầu hàng. Chống trả thử đi, chết thôi, chống trả đi. Ngay lập tức hàng loạt tiếng súng vang lên. Người của bang bạn cùng mafia chú giả quản ngục trong 36 kế chuồn là thượng tách chuồn. Xách chiếc vali đựng tiền, bạn chạy thật nhanh về phía cửa hầm. Rất bất ngờ, của tên quản ngục lao ra chặn đường. Bỏ chiếc vali đó lại rồi ta sẽ tha cho ngươi. Bây giờ bỏ lại nó vẫn giết mình thôi. Tấn công, võ công, thái dương hạ san. Đấy, tên nhãi nhép không làm gì được mình luôn. Rồi ngon, bây giờ mới mang về cho con hàng kia thôi. Xưởng vũ khí Lalalia. Nó đây. Đấy, làm tốt lắm. Lại lận được 10 viên kim cương nữa và thăng chức. Mình đã trở thành ác quỷ tinh anh. Úi dồi ôi, cộng 2.000 danh tiếng, cộng 3 năng lượng. À, và như vậy là sau vừa rồi thì chúng ta cũng đã có được gần 40.000 cái danh tiếng rồi. Thì chắc là bây giờ là ok, thì video này sẽ kết thúc đây đi. Chúng ta bây giờ là nhiệm vụ nhá. Nếu mình sẽ cày lên là 45.000 danh tiếng thì mình sẽ có thể nhận được hết tất cả các nhiệm vụ. Thì mình sẽ cố gắng hoàn thành các cái danh tiếng nhỏ nhỏ kia. Thì để sau đấy thì chúng ta sẽ làm nốt nhá. Chúng ta còn nhiệm vụ số 3, số 4 của bang Hắc Báo. Tương tự, chúng ta còn nhiệm vụ số 3 và 4 của bang Hoa Sen. Và còn tận 3 nhiệm vụ của bang Hắc Báo. Hắc Báo mới là còn 3, còn ác quỷ là còn 2, ok. Thì ở tập sau chúng ta sẽ làm nốt tất cả các nhiệm vụ còn lại. Và mình sẽ mở nốt cái đấu trường ngầm. Ok, còn tầng 3 nghe các bạn nói hình như là chưa update. Thế nên là chúng ta sẽ cùng nhau chờ. Được rồi, thì video này mình sẽ kết thúc đây. Và nếu như mọi người thấy thích cái con game vượt ngục này thì đừng quên là nhấn like cho video và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình sớm đạt được 1.200.000 đăng ký. Và nếu đã xem đến video này rồi thì hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với mình để các tập về sau để xem nó như thế nào. Thật sự là mình không chơi trước game này nhá, mà quay đến đâu thì mình chơi đến đấy. Thế nên là tiến độ chơi game nó sẽ hơi chậm một chút.
nhưng chúng ta có thể trải nghiệm được con game một cách rõ ràng nhất có thể để hiểu được toàn bộ cái cốt truyện của nó nhá. Hy vọng là mọi người sẽ có thể kiên nhẫn một chút và chơi nó cùng với mình. Chúng ta sẽ chơi nốt vào các video sau. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.